Hello, mến chào quý vị anh chị đã trở lại với kênh YouTube Xe Máy Thái Bảo ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho Thái Bảo xin kính chúc mọi người, mọi nhà, mọi anh chị một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Vâng, hôm nay mùa Covid đã trở về với lại nước Việt Nam chúng ta, thì hôm nay Thái Bảo là bán xe ship nha anh chị. Mà trên cửa hàng thì cũng có tiếp khách lai rai thôi, còn để ship đi là đa số đông. Thì nay Thái Bảo về được một ít xe để phục vụ bà con anh chị mà trong mùa Covid. Thì như thường lệ đến cửa hàng trên Thái Bảo để review xe, Thái Bảo sẽ giới thiệu cho anh chị những chiếc xe thân thương đã có mặt trong cửa hàng ngày hôm nay. Thì hôm nay Thái Bảo sẽ giới thiệu anh chị những chiếc xe thân thương mà đã về. Thì như thường lệ đến cửa hàng xe máy Thái Bảo quý anh chị cứ ở xa thì cứ Thái Bảo có bao ship trên toàn quốc rồi, anh chị cứ chuyển khoản cho bên cửa hàng 1 triệu đồng, Thái Bảo sẽ ship xe tới địa phương cho anh chị. Còn trong lúc Thái Bảo quay clip thì trong màn hình không được rõ những cái điểm yếu nào, thì những chiếc xe nào anh chị yêu thích thì anh chị có thể gọi điện thoại đến cho em và kết bạn Zalo để em chụp hình và gửi chiếc xe thân thương đến cho anh chị mà được chốt. Và cũng như thường lệ thì cửa hàng xe máy Thái Bảo là có 3 món quà để tặng khách hàng yêu của mình là kiến, nấu và nhớt. Thì trong 3 món quà đó là kiến là để hỗ trợ xe, nhớt hỗ trợ xe và nấu bảo hiểm để hỗ trợ con người. Còn đến cửa hàng xe Thái Bảo thì xe trên 10 triệu bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng như thường lệ đã có. Và cửa hàng xe máy Thái Bảo là luôn luôn phục vụ quý khách hàng yêu của mình, sale giá và giảm giá thường xuyên trong lĩnh vực mua bán anh chị, không phải em nâng giá và gọi là giảm giá để bán cho anh chị yêu của mình đâu. Nhưng mà cái nào đúng theo thị trường hiện nay trong mùa Covid, hoàn cảnh điều kiện khó khăn, Sài Gòn kẹt xe hết rồi nhưng kẹt tiền anh chị ơi. Thì để trở lại với kênh YouTube của xe máy Thái Bảo thì đến cửa hàng em mua xe thì quý anh chị ví dụ như là được trải nghiệm xe trong tuần và được làm xe trong tuần thì quý anh chị mình đến cửa hàng. Có nghĩa rằng là bây giờ mình mua chiếc xe 10 triệu đi, ví dụ mình mua một chiếc 10 triệu mà sau 10 triệu mình đi trong vòng 1 ngày, 1 tuần mình không thích, mình quay lại đổi xe khác thì bên Thái Bảo hỗ trợ cho anh chị một chiếc xe giá đồng giá vì cửa hàng xe máy Thái Bảo đã niêm yết giá trên biển số xe quen ngay quý anh chị. Thì anh chị mua xe ví dụ như 10 triệu đi, anh chị đi một tuần không thích quay lại đổi xe 11 triệu thì anh chị phụ cho em 1 triệu. Và nếu anh chị mà mua xe là 9 triệu thì em thôi lại cho anh chị 1 triệu. Đó là nguyên tắc kinh doanh cửa hàng của em. Thì tất nhiên là để không bị không thì khách hàng, em không nâng giá và hạ giá. Bên cửa hàng của em đã có giá chết trên biển số nghe. Và em đã cảm ơn quý anh chị, cô bác cùng đồng hành cửa hàng xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua. Thì nay Thái Bảo về những chiếc xe mà để em hỗ trợ anh em khách hàng yêu của mình. Thì mùa Covid rồi, em cũng nói luôn, trong lúc nói chuyện cũng có lộn đôi lời nghe quý anh chị, trứng lộn cũng còn lộn, huống chi con người. Thì cái sự sơ suất đó mong chị thông cảm bỏ qua cho. Còn chiếc xe thì nói chung là xe cũ thì em chỉ bảo hành cục máy, nhưng anh chị ở gần đây thì những cái cần thiết em sẽ hỗ trợ luôn cho anh chị mình yêu mình luôn. Như dây ga, dây thắng, dây đồ máy chị gần em làm luôn, ở xa thì mong anh chị thông cảm cho, rủ như có trục trặc cái đó anh chị làm giùm em. Còn bên em bán hàng thì nói chung là mỗi nguyên tắc mỗi cửa hàng một cách bán hàng khác nhau, không cửa hàng nào giống cửa hàng nào. Nguyên bên em là bán hàng được bảo hành cho anh chị và được tận tình chăm sóc đội ngũ phục vụ của em, từ thợ máy tới anh em trong nhân viên trong cửa hàng, luôn luôn có một những nụ cười tốt đẹp đến khách hàng yêu của mình, chứ không phải em bán hàng mà gọi là đi bán rồi buông bỏ công giữa chợ. Thành thử là thành thử nói thì em có sale có xả những chiếc xe nào anh chị, nhưng những chiếc xe sale xả là chạy được chứ không phải sale xả về để mà sửa đâu, mua xe về chạy chứ không phải mua xe về sửa. Quy trình của cửa hàng xe máy Thái Bảo là như vậy. Còn trong cái xe cũ mà nó vài chục triệu thì anh chị biết rồi, khi xe mới thì 40-50 triệu, 30-40 triệu, nhưng bây giờ còn mấy triệu đến 10 triệu thì tất nhiên cái chất lượng của chiếc xe nó không thể bằng được 100% lúc đó. Nó cũng như tương tự của người mình mà lúc đầu mình còn trẻ thì nó khác, 20 tuổi khác nha em, bây giờ 44 tuổi nghe xương cốt cũng rẻo rồi thì chiếc xe cũng theo 5 tháng thôi. Nhưng mà mình cân nhắc và nhìn nhận được chiếc xe nào theo nghề nghiệp của em thì phục vụ khách hàng một cách tốt hơn. Vâng thưa quý vị, để review xe hôm nay thì tôi bảo review cho anh chị một chiếc xe để anh chị đi làm này, một chiếc xe 3.500.000 đồng, 53X6, một con riêng đầy đầu Sino Honda nha anh chị, Sino Honda đầy đầu 3.500.000 đồng. Giá này em không bớt nha anh chị, nhưng mà anh chị nào có điều kiện hoàn cảnh khó khăn hơn thì em sẽ hỗ trợ anh chị chút xíu trong mùa nay. 3.500.000 đồng một con riêng này. Và để tiếp tục review xe hôm nay em về một con City 19 đầu Ama City, đuôi rim nhân hạ, đuôi City anh chị, 19 đầu 53X8 5902, xe dọn nguyên con 11 triệu em bớt 1 triệu còn 10 triệu. Xe dọn đẹp, dọn dàn áo còn dàn mái sườn là chi? Mái sườn phục phèo còn hết, đầu nồng bình xăng còn hết nha quý anh chị, dọn rất đẹp nha. Trong lúc em quay những cái gì không rõ thì em sẽ quay lại cho anh chị cùng coi những chi tiết của chiếc xe.
Tớ thì hiện đã có mặt trong cửa hàng ngày hôm nay. Rồi, bữa nay em về một Vision hơi khá anh chị, 2013 màu xanh. Xe rất liền, xe có bắn dặm một vài điểm anh chị, vì nữ đi nó có trầy. Còn máy zin bảo hành anh chị, máy móc zin bảo hành anh chị là 1 năm. Xe rất liền, biển số Bình Dương 61F116123. 15.500.000 giảm 1.000.000, còn 14.500.000 có tặng quà kèm theo anh chị và hỗ trợ tương tác cho anh chị. Mình hết tình luôn. Xe này máy zin, máy móc đầu nồi riêng chưa rớt, nhưng xe có dầm về nữ đi có trầy, đi công ty nhiều thì gửi xe có trầy đôi chút. Và để tốt được xe hôm nay thì em về một con Jupiter 2011 Gavita bánh mâm 70E103671. Chiếc xe này máy móc riêng đầu nồi chưa rớt, nhưng dán cái bộ tem lại là 110 ZR anh chị, dán bộ tem lai bộ tem thôi anh chị nghe. Còn dàn lông dàn lá thì có trầy theo năm tháng. Lông lá có trầy theo năm tháng quý anh chị, lông lá có trầy theo năm tháng đó, nhưng mà chiếc xe là máy móc zin đầu nồi chưa đất em. 9.500.000 đồng giảm chị 500.000 đồng, còn 9.000.000 trời ơi cái xe mới thiệt. Máy em ru. Đầu nồi chưa đất, xe thì nó không gọi là mới lắm nhưng mà cũng có những điểm trầy xước. Chứ không phải mới keng. Liên lạc về chạy anh chị. Nói chung là mình sống thì mình phải tương thân tương ái, cùng anh em chia sẻ những cái tình huống nào trong lĩnh vực mua bán thì cũng thưa anh chị. Thì sáng nay em có bán có 2 chiếc xe, nhưng mà anh cũng chia sẻ cho anh em hết, em bán què tại vì những người người ta bệnh rồi, người ta hôm qua có ông chú thì nó cắt ông xuống mua xe. Em mua 9.000.000 như vẫn bán chú 9.000.000, nhưng mà tặng đồ cho chú đàng hoàng, không phải mình nói láo, nhưng thật ra chú gãi chưa đồng gánh phải đi làm hồ, thì mình lương tâm mình thấy vậy, mình lời gì thôi để lời người lành mạnh hơn, khỏe mạnh hơn thì tốt hơn, thì chia sẻ cho anh chị yêu mình. Em cần cân nhắc về xe hơn. Và hôm nay em về một con Vision màu trắng anh chị, màu trắng 2016, xe rất thẳng và đẹp nghe. Đều xe Vision 2016 biển số 62M127385. Chiếc xe này lốc lát ốc nhái là đẹp anh chị, thẳng tưng, máy zin đầu nồi chưa rớt, nhưng xe có trầy một vài đốm, như đơn giản như đơn cử như cái cản có trầy chút xíu thôi. À, cái cản có trầy chút rồi. Rồi cản có trầy nghe quý anh chị. Nhưng mà đó, 20.500.000 bớt anh chị 1.000.000, còn 19.500.000 nghe, em báo cho chính xác cả phần trăm. Thưa quý anh chị, là trong mùa Covid hôm nay thì đã về Covid rồi, thì em cũng mong riêng cộng đồng này Covid sớm qua đi, và anh em mình có thể là trong công việc, trong công ty, xí nghiệp và tất cả các nơi, anh em mà có công việc tốt đẹp hơn và lành mạnh hơn, thì em cũng cầu mong trời Phật để cho những cái đại dịch nó qua đi, để anh em mình đến với những công việc mà gọi là tương thân tương ái, đến trường những cháu bé, những đứa cháu trong gia đình của anh chị được cấp sách đến trường, một sự việc là em quan tâm nhất. Còn công việc làm ăn thì hôm nay mình nghỉ một tháng, thì tháng sau mình làm cũng được, đó là em nói thật lòng theo cái quan điểm suy nghĩ của em như vậy. Vì em cũng có con, em cũng là đấng sinh thành, cũng là một người cha, thì tất nhiên em đã nói vậy, thì cũng xin chị em cũng cầu mong, cầu chúc trời Phật thì cho nó phù hộ để nó qua đi nhanh, những cái công việc nào mà gọi là tốt đẹp nhất đến với anh chị. Và thưa quý anh chị, thì bán hàng, thì trong lúc bán hàng thì trên YouTube mà có người này có người kia nói với có người nói thôi YouTube xả nửa tiền đi, rồi bán chiếc xe mà xả nửa tiền đi, rồi để hết dịch rồi bán, để lấy tiền mà ăn, không có đâu anh chị. Mình còn sống, mình còn cứ làm, biết rằng ngày mai mình ngã đi, nhưng thế hệ này mình không được, sẽ để cho thế hệ khác, mình sẽ ngã đi những thế hệ này và thế hệ khác, thì vâng thưa quý anh chị là như vậy. Chứ không phải không, còn bị bán là anh nửa tiền, tụi em đi vay đi mượn mà em chỉ xeo trả quề vốn đem lấy tiền đập bên này bên kia thôi quý anh chị, chứ còn xả quá thì tụi em cũng không có cái đường lời để mà ra mà sinh tồn được anh chị ạ. Và để tiếp tục review xe hôm nay thì em giới thiệu anh chị một con Suviva. Suviva này tình trạng xe dọn nguyên con anh chị, dọn nguyên con, máy móc em ru. Xe của ông Thắng ông ngồi kìa đó, ông ngồi ông chống cờm, ông đang bán xe ông được ngồi đó. Có ông anh đi xe này của anh Thắng nghe. Em sẽ bán cho anh chị giá ưu đãi nè. Hôm trước có kêu 12 triệu á, nhưng mà thôi anh em anh kẹt tiền mua Covid, hết tiền mua gạo nấu cơm, rồi chiều mua gà nấu cháo ăn anh chị ơi. Anh nói đợi cái bán giá hứa anh vợ chú, mà tôi hết tiền mua gạo nấu cơm, chiều bán được xe mua gà thùng bia mời nấu cháo, chứ mời chú ăn chứ không có tiền ăn cơm đâu. Thì thôi bên này em bán xe cho anh, đã nói là 60H4 anh chị nghe, 5442, 10.500.000 đồng, em báo giá 10.500.000 đồng, xe dọn tình trạng nguyên con anh chị đó. Xe dọn sạch lắm, chỉ về chạy thôi anh chị,
xe này bảo đảm chạy xuống dốc không nổ cũng chạy, em đi dốc nổ đẩy, em nói 100%. À, tắt máy là vậy đó. Rồi một con Black 21 triệu giảm cho anh chị 1,5 triệu, còn 19,5 triệu nè, Alex 2014 anh chị. 125 tắt máy 3 giây 55130. Xe có liền lắm anh chị, ra liền từ Đức Anh Đu. Xe liền. Xe này liền nhưng có trầy anh chị, không phải là mới can đây anh chị, nó có trầy những điểm nhỏ yếu. Chiếc xe này em phân tích anh chị hiểu, những anh chị ở xa đi đến cửa hàng hoặc là trên cái nền tảng mà mình bán gửi ship xe đi. Thì trong tâm lý nỗi lòng của anh chị ở quê em cũng biết, mua cái xe để ở dưới quê, gửi lên đây tin tưởng tụi em rồi, tụi em không muốn làm những việc sai trái, em phải chỉ anh chị điểm yếu từ buổi ban đầu. Anh chị ở dưới quê gửi lên chuyển khoản cho em 5 triệu rồi, bây giờ em cho em dội nước lên, em lau chiếc xe sạch bóng đi để em chụp hình em gửi cho anh chị xem, anh chị thấy cảm thấy hài lòng. Xuống tới nào cái xe không được hai bên thì anh chị cũng nguyền rủa, một câu rủa cũng là không, nguyền rủa em là cũng không được. Em chỉ cho những điểm yếu chiếc xe như thế nào và như thế nào, trước khi đồng lòng từ hai phía, đồng thuận từ hai bên, em sẽ chuyển chiếc xe địa phương cho anh chị có một nụ cười, một sự tôn trọng cùng nhau, đúng không anh chị? Chứ không phải em bán hàng mà gọi là em giấu bên này cho em bên kia, khi anh chị chuyển cọc rồi bây giờ không chuyển cọc mất cọc. Ở đây em có thể cho trải nghiệm xe trong tuần, anh chị ở quê nghe, bữa nay vô mùa dịch nó hơi khó chút ngay cho anh chị ở quê trong phạm vi trong tuần, mà anh chị nào mà không thích cái xe đó đổi lên thì xe em đã có giá thị trường rồi. Có giá thị trường đó rồi thì anh chị cứ yên tâm mà mua, tại vì trong cái thị trường á thì đã có giá sẵn, thì em không có thể nâng giá và hạ giá cho anh chị đâu, anh chị cứ yên tâm. Và đến mức hàng thì tôi bảo rồi, đến mức bảo hành như thế nào, chất lượng nó làm sao em phải báo cáo trước khi đưa xe cho anh chị về chạy. Chứ mua xe ở đây, mua xe về chạy, mua xe về xỏ cây vô khiên cây phải sớm ra khiên thì cũng buồn cho anh chị đúng không? Thì đó thật sự quyền của em chỉ luôn luôn tôn trọng. Tại sao cái cửa hàng em bán hàng là được nhiều anh chị tặng quà, tặng phẩm, tặng cái này cái nọ, rồi được hẹn nhau tới địa phương anh chị để chơi, để như này nhỏ, đó là cái tình của người. Thì chắc gì em đã tới địa phương anh chị được đúng không anh chị? Nhưng có dịp một cơ hội đó đi ngang đó thì anh chị cũng có một nụ cười nữa để chào em, và hai bên chào nhau một sự thân thiện. Cái tới đó gọi em vô lấy cục đá chọi em, cái mày bán xe như tích thì đó, cuộc đời cũng đã tâm ra cái sự bế tắc của ngành kinh doanh. Thì em mong rằng tất cả anh em trên còi lái cửa hàng đấy, mình cũng kinh doanh làm theo cái lĩnh vực em mong muốn là như vậy. Thì bây giờ để em review con xe Novo 4 cho anh chị nè. Đây có một cặp Novo 4, một con trắng một con đỏ, hai con Novo 4 rồi một con Vision, một hình đây là gọi là đặc biệt. Đây có một Alex màu vàng đồng 3D, vàng đồng 3D anh chị, một điều anh con. Đây con màu vàng đây thì khỏi bàn anh chị, mâm xi inox hết toàn bộ ngay, xe cực kỳ nghe, dọn tinh tế nghe. Đó để lên con thì sẽ nhập như thường lệ. Đó, máy móc zin, cặp kiến còn theo xe, xe nhỏ gọn ngay, nhẹ nhàng, anh chị nữ nó đi cũng được, nam đi cũng được, sinh viên học sinh đi được hết nghe. Máy móc bảo hành 6 tháng nghe anh chị. Chiếc xe là 52Z3 5373 7,500,000 đồng, giá em không bớt thì em có ghi chữ không bớt với biển số anh chị coi cửa nhầm đó, em không bớt. Anh chị ship đây tiền ship anh rồi, trong lúc lĩnh vực là em có xe xả bớt xe, nhưng trong lúc lĩnh vực mua bán á thì nhiều khi có chỗ mà chỗ ship nó hơi bị gút mắt chút xíu, bởi vì anh chị hiểu không, vô mùa dịch này ship là nó gấp đôi tiền bình thường rồi, công việc này nọ em phải làm khó làm tiền anh chị đâu, nhưng anh chị em mình chia sẻ trên lời ăn tiếng nói để làm dây, để mình chốt chiếc xe thân thiện đấy với anh chị, được hai bên vui vẻ cảm thấy, rồi những món quà tặng tới anh chị, những cái gì đó thì em phải có cho anh chị là gọi là đặt tiêu chuẩn thầy sẽ bảo, chứ không anh nói rồi là thôi đâu. Ở đây em về con Vision này thì em báo cáo anh chị luôn, 61C1327 13. Đó cái xe em nói anh chị là hẳn lan liền băng nè, màu vàng, xe màu độc lạ, giấy tờ đúng màu vàng anh chị, cặp kiến còn theo xe, xe rất thẳng, nhân giá cũng thẳng lắm anh chị, tại vì một khi anh chị biết rồi, Vision có chuyến bán 12 triệu 13 triệu 14 triệu mà chiếc này tới 15 triệu lận. Thì anh chị phải nhìn vô cái xe này đó. Mâm xi hết nha anh chị, đi nó thẳng tân 16 triệu anh chị, giảm 1 triệu còn 15 triệu đó, bị hình mẫu nhỏ nè. Bây giờ tiếp theo một con Novo 5 Novo 4 độ 48H10359. Xe thì có đầy anh chị, không có mới nhưng mà không có té. Xe riêng bên cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe là bao cho anh chị là không té ngã, nào té nhẹ thì có, ngã nhẹ thì có, nhưng không té, không cấn đụng. Cái nào té cấn đụng em báo anh chị luôn. Chiếc xe này 6,2 triệu anh chị, em không bớt giá, không bớt 48, nhưng mà máy móc zin đầu nồi chưa rớt, chạy nhẹ như máy đồng hồ đó. Vàng lông thì có trầy một vài chút đó, đây cái bờ cổ nó có trầy những điểm yếu đó, anh chị mua đi làm thì bá cháy luôn, em báo anh chị luôn. Tiếp theo là con xe này 61C105946 đó, chiếc xe này 7 triệu không bớt,
7 triệu 8 bớt hình 7 triệu rồi máy móc riêng đầu nầu chưa đất. Em nói là nguyên thủy, nó cũng có tài một vài hộp gạo chứ không gọi là mới can. Nên anh chị thực ra đó cái hàng thì tùy theo anh chị thấy đó. Cái 6 triệu 2, cái 7 triệu trong nhà, còn cái 5 triệu mấy là có 4 triệu mấy nữa. Nhưng chất lượng của em đưa ra mỗi cái đều khác nhau hết, không cái nào giống cái nào. Thì em nói nhiều anh chị cũng hiểu rồi, tại sao em nói nhiều. Tại vì em mỏi mệt với anh chị nhiều khi em cũng xin chào các anh chị trong cái lĩnh vực mua bán trên YouTube và những fan của mình. Thì anh chị biết xe mà anh chị biết xe rất là dễ mua. Vô những cái giá cả thị trường chắc là những xe là anh chị biết rồi. Còn anh chị cái đòi cái giá bên kia bên này, hai bên á, hai bên không ai muốn làm việc riêng cho cửa hàng mình hết. Mình làm cái gì mình lấy thương hiệu thương trường chứ đâu phải mình làm cái chuyện mà gọi là mình làm cái chuyện gọi là bán hàng mà mua dây chuyền, mua cả đại đội, mua cả gia đình chứ phải mua cả dòng họ, chứ phải mua bán một chiếc xe, mua cả công ty. Một khi truyền miệng rất là hay hơn. Nghe ông Thái Lan đó ông giỏi. Thì tất nhiên là mọi người cũng tới để khám coi thử chứ không phải ông Võ Hoàng Yên đâu nghe anh chị. À, thành thử là mình cũng nói thật luôn. Thì mình đưa ra cái tiêu đề như vậy thì mình mong muốn rằng quý anh chị chứ không phải là bên này rẻ bên kia rẻ, thì mong chị phải cân nhắc là cái giá cả. Tại sao em bảo phân tích rồi, em chỉ hai chiếc xe kế bên đây nè, một chiếc có 6 triệu 2, một chiếc 7 triệu, mà có thể chiếc 8 triệu, một chiếc 4 triệu, thì từng tiền nào của đó Việt Nam mình giải dạng anh chị. Đây con Alex đầu bò màu trắng đỏ 59U1 12165, xe máy móc trên đầu nồi chưa rớt, xe có tề thước một vài đốm, có chị bên Long Thành đã chốt xe này rồi. Nhưng chị ơi tranh thủ em để tới chị chứ tới chủ nhật nè, chủ nhật chị chạy qua lấy giùm em, nói cháu nó chạy lên cái Alex 28 lên đây rồi em đổi xe và chạy về cho chị nghe chị, phun chân điện tử FA em bảo luôn. Và như thế đây, hôm nay Thái Bảo con sáng ra cũng chịu khăn chịu khó đi khăn gói đi kiếm chiếc xe phục vụ con bánh chị mình, mà bữa nay đi mua xe hơn đi xin xe nữa. Thì này em trên xe còn ở trên xe đó anh chị. Một chiếc này SCR Lanlick nha anh chị, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, xe nhập khẩu 52X3 6628, 8,5 triệu giảm 500 còn 8 triệu đồng. Một con xe rất liền và thẳng nha. Em chưa kịp xuống xe nên em tranh thủ quay, bây giờ đường nắng quá em quay cho điện hết nắng. Mù cho dập nắng này, trời đường mù âm u lắm chị nghe. Âm u lắm. Cơm gì anh? Chạy về quan cơm. Rồi bây giờ là em về một con sáp nè anh chị, một con sáp màu đỏ. Rồi 2011 anh chị, sáp màu đỏ xe rất liền, để anh xem quay luôn chị. Rồi con sáp màu đỏ 60B4 01665 12,5 triệu giảm 1 triệu còn 11,5 triệu xe này đó. Anh chị coi xe rất đẹp nghe, liền thẳng băng, xe có dặm anh chị, không gọi là mới, xe có dặm. Xe có dặm nghe. Giờ xe nó to quá, có tài xước. Bọn em về bọn 2 silo, xe này hơi riêng anh chị nghe, chưa rửa luôn. 66M1 31951, 2 silo em chưa rửa mấy nước lạnh luôn nè. Máy móc zin đầu nồi chưa có rớt. Hết hàng hai lô em về được có mỗi một con. Rồi, em qua anh chị coi. 12,5 triệu giảm 1 triệu còn 11,5 triệu bao ship cho anh chị nghe. 66M1 em rửa ra xe như đẹp lắm nghe, em bỏ lên này anh chị thấy không đẹp đâu. Một con sáp. Rồi, một con SCR lên lít. Và đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo, địa chỉ quen thuộc là số nhà 60, đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Những số điện thoại quen thuộc của anh chị em đã check in trên màn hình. Rồi, em quay những con xe ngoài này thân thương cho đến cho anh chị. Mình coi những con xe nào nếu anh chị thấy không tỉ không rõ em sẽ quay lại anh chị coi cụ thể hơn. Và đi tiếp tục review xe hôm nay, Thái Bảo sẽ review cho anh chị những chiếc xe này. Đây là em về mấy con xe, bọn em có về mấy con xe đây. Venus rất tuyệt đỉnh anh chị đó. Xe đẹp. Elizabeth cột phun xăng điện tử đầu nữ hoàng. Cột. Vista màu vàng hột gà. Vision màu nâu mặn. Hata Plus FE phun xăng điện tử 2016. Lít màu đen nhám 2020. Muốn uống nước rồi quá. Ai cũng báo cáo anh chị luôn, công việc của em mua bán thì em cũng hơi nói thẳng chút xíu, có gì mất lòng không chị thông cảm cho, chứ con người của em á, em cảm thấy cái gì được thì em nói được, mà không được mà bị em nói được là em không thể nói được. Bởi vì em đã từng trải qua một cuộc sống khó khăn và cực khổ rồi, em cũng bị người ta lừa nhiều rồi nữa, bây giờ em không thể làm được cái việc sai trái thế mình làm như vậy nữa. Cuộc đời mà
mình đừng bao giờ lấy cái đó, cái nghiệp đó để làm theo. Mình bây giờ hiện tại bây giờ mình là thương hiệu, thì tất nhiên em xin lỗi anh chị là mình cứ cố gắng làm theo nguyên văn, lương tâm, đạo đức, nghề nghiệp được cho phép để sinh tồn những vợ con cái gia đình được bình an lành giỏi là em cầu nguyện như vậy. Thì anh chị cứ tin tưởng em, tại vì nhiều khi chiếc xe cũ á cũng có những cái lỗi lầm sơ suất phải không anh chị ơi, em tin tưởng luôn. Nhưng làm sao tránh khỏi anh chị, con người mình và con người mình đây, một lúc mà ông bệnh xuống mình còn không ngờ được nữa. Huống hồ là chiếc xe, những cái lỗi lầm nhỏ nhỏ thì mong chị thông cảm bỏ qua cho. Chứ còn nhiều lúc mà nói để nói rồi cái thật sự là hay là giả dối, thì trong nghề làm ăn kinh doanh tất nhiên bán hàng là phải có lời anh chị. Chiếc này anh bán về xe sản chị, chiếc có lời là để làm gì? Trang trả mặt bằng lính tráng này nọ, gia đình con cái học hành. Nhưng mức độ nào đó, nếu em bán hàng như người ta, bây giờ em rất là giàu rồi, nhưng ngược lại khác, em cũng làm để làm gì? Có công việc làm là mình vui rồi, được phục vụ khách hàng, được khách hàng gọi cái điện thoại tới mình, tôn trọng mình là mình cảm thấy mũi lòng, và cuộc sống mình thấy như vậy là đủ. Nói thiệt anh chị, với ngày xưa mình sống từ gốc rạ đi ra mà anh chị, mình gặt lúa trồng rau, bây giờ mình có được chén cơm ăn rồi, mình đừng bao giờ mơ cao quá. Em theo cái bản năng của em nghĩ vậy, em luôn luôn lên bậc thang thứ 10 phải nhìn lại bậc thang thứ 1 cuộc đời của em, khuyên những đứa con em như vậy. Để làm gì? Mình đừng trèo cao sẽ té đau, cuộc sống nó cứ mãi mãi như vậy là được rồi. So với mình và so với xã hội, so với người khác, mình chỉ ngó lên thì mình chẳng bằng ai, mà ngó xuống không ai bằng mình, là đúng không quý anh chị? Em tâm tiểu xíu và để bán hàng ngay quý anh chị. Hôm nay em về một con này là một con lít, và hôm trước đó 11 triệu nè, 61X2 nè, 4097 nè, 61X2 nè, 11 triệu em giảm 1 triệu còn 10 triệu nè. Tiền ship anh chị em cùng thương lượng nghe. Chiếc xe này hôm trước là diện xấu, xấu gọi là mới đi thẩm mỹ viện, đi ba cho nó trở lại bình thường này. Mới thẩm mỹ viện làm lại mũi mắt chị em làm hết lại anh chị. Rồi hết 1,6 triệu thì tính ra em cũng lỗ rồi đó, nhưng mà thôi mình kéo giá cao cũng còn khó bán. Đó là đây. Rất đẹp nghe, rất đẹp anh chị. Đó, 10 triệu đồng, 10 triệu đồng một con lít này. Thì con này em có nói rồi, con này thì em có quay lần trước rồi anh chị nè. Bên đó trong xe ăn lấy người ta chốt hết rồi, nhưng mùa dịch này những cái tỉnh mà em ship không được, tại vì không có xe, mới có xe ăn chậm quá. Má mi ơi nè, em về con 72C1 này, 64410 này, xe xương mộc nè anh chị. Nhưng mà xe này nói chung là xe riêng nguyên con, máy móc riêng, đầu nồi chưa rớt. Xe thì có đầy trước một vài chút không đáng kể, cái đó là tài cái tem không tài cái xe anh chị. Trước có đầy mấy chút, em có báo cho anh chị rồi, thì giá mới là 38 triệu mấy trăm, bây giờ giá thị trường có 11 triệu 500, mà 12 triệu 500 em giảm mất, còn 1 triệu 500 tiền lỗ gấp 4 lần tiền anh chị có biết không? Lỗ gấp 4 lần tiền rồi thì chất lượng này anh chị đi làm, em bảo hành anh chị 1 năm nghe, chất lượng em bảo hành anh chị 1 năm, ok. Và đến tới chiếc xe thứ hai nha, em về một con xe là 61K1 này, 00148. Rồi 15 triệu anh chị nè, em giảm 1 triệu còn 14 triệu nè, xe này rất thẳng nè. Đen đét tình đời. Rồi lúc đó mình quay là cái gì, những cái gì không rõ là anh chị đòi Vespa nè. Vespa máy zin anh chị, nghe chủ nghe tên, một đời chủ một người đi. 15 triệu em giảm 1 triệu còn 14 triệu. Xe có tài trước một vài chút anh chị, mà máy zin, xe zin có tài trước một vài đốm, máy zin, xe zin hợp kiến còn theo xe, bảo hành anh chị 1 năm. Và nè em về một con Venus hơi bị đẹp luôn, một đời chữ một người đi, xe này ở xóm em luôn anh chị, những xe đẹp lắm, hợp kiến còn theo xe nha. Xe rất liền và phẳng anh chị, không té bể. Tắt máy 3 giây 2017, 59X2, 71450, 14 triệu giảm tiền còn 13 triệu. Tại vì mùa này là anh chị biết sao không? Em phải chịu khó mua những xe đẹp và giá hơi cao hơn 1 năm 700 ngàn. Nhưng mùa này là anh chị biết rồi, không có người để dầm. Tại mùa Covid thì tất cả đều cấm hết anh chị. Không cho cửa hàng nào làm sơn dầm các loại, thì bên em bán hàng cũng phải chấp nhận vậy không? Bây giờ em phải mua cái xe cứng hơn. Và tâm lý anh chị em làm sẵn cái xíu đi, anh chị mua xe đẹp dưỡng hơn nhau, điệu rẻ hơn, tiệm vấn đề xước chút xíu thì anh chị cũng khó coi. Về nhà thì người nhà che, ra đường thì bạn bè nó che thì cũng khó, thì đó là nó thật lòng như vậy. Nhưng mà em về một Elizabeth thì cũng hơi đẹp. FE phun xăng điện tử 2014 đời cuối, gương mạnh nữa quạt, chiếc này đẹp không bàn cãi luôn anh chị. Đợi được anh thì anh chị biết, mới là 36 triệu, mới đứa cháu em nhận mua 36 triệu anh chị, mà xe quá đẹp luôn. Bây giờ em bán 10 triệu 700 là chuyện, xe đẹp quá. Mấy bữa em bán có 8 triệu rồi, 10 triệu 700, 62L1 11562 này, trên 62 dưới 62 luôn chị. 10 triệu 700 bớt 700 còn 10 triệu anh chị, bớt 700 còn 10 triệu, chiếc xe quá đẹp. Em tự khen nó đẹp là anh chị biết rồi, còn chiếc nào nó tầm gần đó, cái cản nên có tài chút xíu đó, cái cản là buộc phải có rồi, nó chính mà từ đầu đuôi được cản phải chạy rồi.
không thể tránh khỏi được. Dạ. Rồi nay em về đây. Ly bạch tây. Màu trắng bạch tây Lugard em còn cái một con, có trước 7 con mà này còn một con rồi. Rồi Kimco FE phun xăng điện tử 125. Rất thẳng luôn. Rồi bờ lớp đẹp nha anh chị. Hatay bờ lớp đẹp thì giá cũng đẹp anh chị. Đây, một con này là 18 năm bớt 1 triệu còn 17 năm nha anh chị. Mà con này thì đây 12 năm bớt 1 triệu còn 1 năm thì anh chị cân nhắc giá cả giùm em cho những chiếc xe trên hàng đã có. Máy móc thì như nhau, bảo hành 1 năm hết nha anh chị. Nhưng trong chiếc xe có cái này có kia chứ không phải là gọi là nó được à, con người có chiếc xe con người mà. Em đẹp cái miệng có duyên thì cái má lúng đồng tiền thì cặp mắt và cái mũi thì đôi khi nó cũng có một sự trong đó, nó không thể hoàn thiện hết nó. Nếu mà con người mình hoàn thiện hết thì mình người ta làm người mẫu rồi à, hay là người ta làm á hậu hoa hậu rồi đúng không, thì nói chung là nó không thể đẹp toàn diện được. Thì đây cái thằng em tặng nhớt nha quý anh chị, nhớt của em là công ty Sài Gòn Petrolimex, nhớt đúng thương hiệu em bao anh chị luôn. Nếu anh chị nào xài điện thoại thông minh về quét mở vạch vô trong cái bình nhớt của em sẽ lên ngay công ty nhà sản xuất của công ty Sài Gòn Petrolimex, chứ không phải nhớt của em bán cho anh chị là nhớt tạm thời đâu. Tại vì em bảo hành máy mà anh chị, trước khi em bán hàng thì em cũng nói anh chị rồi, không, một khi em bảo hành á là em phải cho người ta những cái gì là cho ta xài được. Riêng em cho người ta món đồ ăn phải ăn được, cho người ta cái gì xài được, chứ không phải cho người ta gì đem bỏ đổ thì không được đâu. Lương tâm mình cho phép và đạo đức con người làm ta như vậy làm thái sai nguyên tắc. Thì lỗi anh chị, em cũng người là không có học à, em là người học lớp 3, lớp 2 em nghỉ rồi, nói tào lao thôi. Nhưng mà thật ra em học tới lớp 9 là nói chung em cũng nghỉ rồi, vì công việc bộn bề của cuộc sống hồi đó. Thì thời đó anh chị biết rồi, ăn củ mì củ đậu không, cuộc sống gia đình rất là khó khăn và khổ cực. Thì bây giờ em nói chị biết thử là em một cái bây giờ hiện tại em cho ta một cái gì là phải tặng theo cái tiêu chuẩn của mình. Thì đây hôm nay em về review anh chị một con Alex 2008 anh chị, len vàng áo 2010, chiếc xe đẹp không tì vết anh chị, máy móc riêng đầu nồi chưa rớt, chỉ có bán dặm vàng lông. Xe rất đẹp. Đó. Máy này sao nó mờ, em qua em thấy mờ mờ, có những gì không rõ thì mà anh chị có bấy giờ mẹ nghe. 59G115920, 12.500.000 em giảm 1 triệu còn 11.500.000 một con xe này em có thiệt anh chị. Đó, lấy mà chạy đi, máy móc riêng bảo hành anh chị 1 năm nghe. Rồi, chính xác. Rồi, con này thì 18 năm nè, nhưng em bớt cho anh chị yêu mình 1 triệu rưỡi hẳn con xe này, 65 Cần Thơ, 65L1323341. Xe này đó nó đẹp thì không bàn cãi, nó trắng bóc mới tắm trắng ra chị, mới xì ba ra vậy đó. Xe thì là nó đẹp thì em nói đẹp, nói chung là được khoảng 90% cái độ đẹp của xe này. Còn con kia còn có 70% thì giá thì nó lại trở lại khác nhau. Ở đây con Kimco, anh chị biết đi, con này và Elizabeth phân biệt hai con, mỗi người đẳng cấp khác nhau. Nhưng theo em thì con Kimco này chạy sẽ ngon hơn con Elizabeth, lý do là nó của Hàn Quốc nhập thùng về, nó là Kimco FE phun xăng điện tử. Mẫu mã rất dễ thương, xinh xắn anh chị, gọn nhỏ gọn hơn Elizabeth một xíu. Biển số là 83P2 này, 37613 này, 9 triệu rưỡi em giảm cho anh chị 1 triệu còn 8 triệu rưỡi xe này, trời đất ơi. Kimco rất thẳng. Còn như thường lệ thì em về một cặp Liberty có báo cho anh chị rồi, một con á, hai con FE phun xăng điện tử hết, 61B1 này, 23031, xe là thẳng băng từ đầu đến đuôi, không lỗi lầm, bảo hành chị 1 năm, máy móc em ru. Nhưng xe này xe màu xanh nha, người ta thay áo màu đỏ, người ta thích màu đỏ hợp phong thủy đó, em bảo anh chị luôn. Một chiếc Liberty 60B1 thành phố Biên Hòa 88140 cũng y như vậy luôn, máy móc em ru. À, không lỗi lầm, không tì vết, bảo hành chị 1 năm. Xe này 15 triệu một chiếc, em giảm 1 triệu còn 14 triệu à, em bao ship cho chị 14 triệu, em sẽ ship cho anh chị tới địa phương anh chị là mua. Còn Lugard này 11 triệu này, GT như xe đẹp mỹ miều, thì tất nhiên giờ em bán có con 7-8 triệu có anh chị, nhưng con này bán nó nhanh luôn, nó gọn luôn. Mày bây giờ là 11 triệu em giảm triệu còn 10 triệu, xe đẹp 86B8 này à, mua về chạy không có sửa, bảo hành 1 năm nghe anh chị.
Rồi quay lưng lại sau lưng em. Đây đây thì có mấy con lắc thái này, thì em có gặp lắc thái, một con báo anh chị này. Một con lắc thái là 2010, một con 2011. Máy riêng anh chị nào có nhu cầu về lắc thái thì cứ alo cho em. Em sẽ cái diễn tả xe này diễn tả bằng thời gian rất dài. Và đây lắc viết Lan Thái 2010. Alac đầu bò màu xám đồng 3D. Alac 2010 dàn áo dọn nguyên con, máy móc zin. Thay dàn áo mới luôn anh chị. Máy móc zin đầu chưa đất. Rồi mới về 1 lít 2010 đẹp nè anh chị. Màu nâu mặn xe quá đẹp luôn nè. Màu nâu mặn. Xe đẹp ngay, xe này xe zin nha anh chị. Đĩa phục vèo nó zin hết nha. Đó, con ngoài kia em bán 10 triệu, con này con ngoài kia có tên xe em luôn, để con thấy vậy thấy không? Ở trên xe có con bán có 8 triệu rưỡi đó, ở trên xe còn đó, em quay anh chị coi đó. Có 8 triệu đồng ngoài chiếc xe. À, ngoài xa kia nhưng con kia là 10 triệu mà con này là có thể hơn. Là vì xe đẹp hơn. Dạ. 59 xe 1, 11 triệu 500, giảm 1 triệu còn đúng 10 lẻ nè. Xe rất thẳng nha. Hơi tối đi mọi người. Đây có Alac 2010 đó anh chị. 77N9 8113. Tại vì trong nhà hơi tối em quay xe không được rõ, thì nữa ra ngoài em sẽ quay cho anh chị rõ hơn. Khi anh chị chốt xe rồi em quay đi Zalo chụp hình lại anh chị coi. Còn Alac đầu bò này có bán dặm nha anh chị. Này 17.500.000 nè. 2010 này em giảm triệu còn 16.500.000 nè. Con này là 15.500.000 giảm triệu còn 14.500.000 nè. 86B8 nè, 08552 nè. Xe máy móc dàn lông riêng nhưng mà có dặm vài đốm anh chị, không phải là gọi tiên can, nó có trài người ta dặm rồi, xe rất đẹp, vừa dặm là thẳng tân vừa chạy luôn anh chị. Chỉ có 14.500.000 thôi, rồi giá em đã bán rồi. Alac 2010 lên Thái đẹp như xe Thái luôn. 21 triệu giảm chị 2 triệu còn 19 triệu. 54X7 nè, 9423 anh chị thử mua con Alac 2010 này. À, 16.500.000 anh chị dọn được một con vậy ra thị trường như vậy là không dọn được nổi đâu anh chị ạ. Anh chị dọn người ta, anh chị đam mê lắc thái dọn rồi chạy luôn. Và để tiếp tục về biết xe thì có hai con lắc thái này, con 21 này, 59N3 này, 47816 này, một con 55X8 này, 4055 này. Anh chị đam mê lắc thái thì ra alo được biết cho em để em tư vấn chị nhiều hơn nha. Tôi đem có hai con Alac 2010 luôn. Là một con này 36B9 này, 0312 17.500.000. Em giảm 1 triệu còn 16.500.000. Xe máy riêng từ đoạn đôi dàn lông dàn lá liền. Có nói chung một thời 5 tháng nó không gọi là mới keng, nhưng mà riêng theo xe. Còn đây con xe này là cũng là một con Alac 2010 nhưng 79N2 này, 55290. Xe này 19.500.000 giảm triệu còn 18.500.000 á. Tại sao hai con kế bên mà con cứng con mềm? Thì đó, người có người cao người lùn, xe có chiếc nào chiếc kia nghe quý anh vậy. Người ta em đưa cho anh chị một con Vision luôn màu xanh. Xe đi về chạy nó chị máy móc riêng bảo hành chị 1 năm Vision mẫu nhỏ. Thì cái mẫu này em bán chạy lắm, tại vì những cái đồng tiền nó vừa giá 13-14 triệu là anh chị có Vision chạy ngon rồi, vì mới ba mấy triệu mà giờ thị trường vậy nó lãng rổ gấp 2 lần 3 lần rồi. Con này là 60C2 anh chị, 13972, 15 triệu giảm triệu còn 14 triệu, xe rất thẳng anh chị, đó thẳng tư. Thôi Louis 11.500.000 chỉ giảm được xe này cho anh chị yêu mình là 1 triệu còn 10.500.000, vì xe này là chuyên nguyên con. Em về vô những cái cảng em làm là rất là nhiều, tại vì em mua 9 triệu mấy rồi em làm là rất là nhiều anh chị nghe. Nó đẹp lắm, về chỉ có chạy luôn thôi, không phải làm gì nữa anh chị. Nhất nhất em đã thay sẵn rồi, vậy anh chị có đi thôi, 10.500.000 một luôn trạch xe mới tới 30 triệu rồi anh chị. Thì cũng lỗ 2 lần tiền rồi anh chị coi giùm em chiếc xe này. Rất là thẳng nghe. Rồi hôm nay mới về một con Anavis. Đây Anavis 125 quá xì mít cây, 125 quá xì mít cây anh chị. Xe này bán đúng giá là 24.300.000 anh chị, em bán đúng giá cho chị một luôn nha, xì mít cây. Em chưa rửa mới đút vô đây luôn, chạy dục đây luôn. 59S2 76926, 59S2 76926, tình trạng xe rất liền, đầu nồi chưa đất, máy riêng vàng lông vàng lá đều hết, chưa té ngã anh chị đây, nhưng mà xe có trầy một vài đốm anh chị coi. Đây
có tề chỗ này một chút xíu nè, gì đó em quay cụ thể là hai bên tề hai chút. Cái này em sẽ dặm thì giùm anh chị, nếu mà mùa này không có người làm em làm luôn rồi, nhưng em báo cáo anh chị trước để anh chị khỏi hụt hẳn vào bánh lông. Hai bên nó tề hai chút xíu, có thể em dán em làm vậy được đó. Anh này biết nha, thắng ABS cho anh chị, nó có xì mắt cây thắng ABS, giá đúng bán là 24.500 nha anh chị, giá đúng bán là 24.500 nha. Rồi để có bây giờ mình qua mình review mấy cái xe bên này luôn cho anh chị cùng coi luôn. Thì bên này có những chiếc xe mà gọi là đây, Suiva nè anh chị, đây Suiva. Suiva máy móc thì zin nhưng đầu có rớt nha, dàn lông dàn lá chưa dặm bắn tút, thắng tầm mớ cái này nó sao kỳ đó. Tốt quá. Xe chưa được nữa quý anh chị, Suiva 67B1 903 85, 8.500.000 bớt 500 còn 8.000.000 nha. Cái này là xe này em báo đây, cái bẩn này nó có nứt, người ta có dán lại nha quý anh chị, em quay chỉ chi tiết cho chị cùng coi chiếc xe Suiva này. Nghe theo bụng rồi ấy, xe bánh văm bọc keo nguyên con, mới đổi dưới Tân Châu về trên kia mua phiêu trời, mới đổi này về xe bọc keo nguyên con, bánh văm thắng đĩa xe của anh Tem. Anh Tem ơi, xe anh giờ đang dĩa nè đó, 67H1 14.500.000, em giảm 1.000.000 còn 13.500.000 thì anh thấy là dư anh Tem, là do là từ tiền vận chuyển hay đò em lên xuống thì anh thấy là được bao nhiêu, em mua của anh 12.000.000 rồi. Đến đó anh thấy có ở đây bán xe có lời không, chỉ lời ít cho khách hàng yêu của mình thôi nghe. Rồi tiếp theo là một con filter neo kim, neo kim các anh chị, neo kim 2007, xe tình trạng là xe dọn dàn chân, dàn chân có dọn lốc riêng nghe, rút cam bánh sau lại nè, vô vọng còn theo xe, dàn lông liền, lông lá liền, bảo hành anh chị 1 năm. Neo kim họ rễ bái đầu em rễ xanh nè, biển số 79C1 57821, 18.500.000 giảm 1.000.000 còn 17.500.000, xe về chạy luôn anh chị, không phải làm gì nghe, em báo luôn 17.500.000 em giảm 1.000.000, 17.500.000. Nếu anh chị ưu ái thì em giảm thêm chút xíu tiền sau tiền nhớ cho anh chị nữa. Được rồi, Lexico cái này bán gì đâu, cái rễ bán gì đâu cũng bảo Lexico này liền thẳng từ đầu anh đưa nghe anh chị, về chạy máy móc em bảo hành anh chị 6 tháng nghe, thì 6 tháng anh chị biết giá nhẹ rồi, 6 tháng này xe giá 9.500.000 giảm 500 còn 9.000.000 này, 62L112373 anh chị thẳng nghe. Có tài một vài đốm nhỏ nhỏ đó anh chị thấy, em quay cái màn hình anh chị thấy rõ cụ thể đó. Một con RS màu xanh đã đi Cà Mau về với anh, với Cà Mau xe đẹp vậy anh chị không mua, mua về nó thì cái xe quá liền rồi. Đi xuống Cà Mau ngay 9.500.000 đồng rồi, dàn lông dàn lá riêng vậy, chốt nhanh người ta chốt liền. Em bán rồi anh chị. Này nghe em về một con quay S, quay S 52i6 này 1529, xe này thì máy đầu có rớt anh chị, như dàn lông dàn lá theo xe theo năm tháng, xe này 9.500.000 đồng giảm 500 còn 9.000.000. Thắng đĩa trăm liền còn hết nha anh chị, 9.500.000 đồng em giảm còn 9.000.000 nha anh chị, thiện chí em giảm thêm chút đỉnh để cho anh chị mình máy móc khỏi bàn, em mới xịt nước lạnh bỏ đây. Quay ấy em về một con điều lanh này 16.500.000 giảm 1.500.000 còn 15.000.000, tình trạng xe máy móc vàng nước em có làm rồi hết rồi nghe,
đầu có rớt nha anh chị, nhưng xe rất thẳng, vàng xám đồ đẹp lắm em, mở máy em rung để lên nè đó, xe nó có trầy trầy vài đốm nhỏ nhỏ thì em quay anh chị coi đó, đó trên mặt này đó, mà viên nước sơn viên đó anh chị. Rồi còn xe liền từ hết từ đứa xong. Báo cáo anh chị những cái gì em nói là ở trong diễn tả của em mua bán hàng thì cái trang của em muốn rằng là có anh chị những fan của em thì không nói rồi, có là người ta chốt liền, người ta mua liền, nhưng những xe anh chị em trong fan mình thích, còn ở ngoài thì em cũng nói thẳng luôn, vì chỗ mua bán thì trong cái lĩnh vực luôn luôn tôn trọng nhau, trong xe cũ thì có xe xúc gì đó thì mong chị thông cảm và cái gì alo để hỗ trợ tương tác cùng anh chị nghe. Anh em về một con vi sinh mẫu nhỏ này, xe rất liền anh chị, thẳng tân máy móc em rung đó, có tài vài đốm nhỏ này, bên em mùa này là không có dặm được đâu anh chị ơi, tiệm sao nó nghỉ hết, tại vì trên Sài Gòn là nghị định 10 của chính phủ là yêu cầu nghỉ không có đóng cửa không làm, thì bây giờ những xe này em không có bán được mấy cái nhỏ nhỏ là cho anh chị. À, các cảng có tài đôi chút anh chị, 62P1 anh chị, 20854 14 triệu giảm 1 triệu còn 13 triệu rồi đó anh. Anh chị đi 3 năm nữa em mua được 11 triệu, anh chị lỗ 2 triệu. Rồi trong cửa hàng em có nè, Lexico này em có báo rồi đó, 9 triệu rưỡi giảm 500 còn 9 triệu này, 61H1 này. Xe thì zin liền. Còn xe 50 em có anh chị Allegan nè, thấp mẫu mới hàng ta liêm hàng Việt Thái anh chị, có hết anh chị cứ gọi điện thoại em sẽ chốt cho anh chị nghe. Tại vì biển số là 67 này có nè, custom mẫu mới nè, custom mẫu mới nhớ nha chị, phải custom mẫu cũ nghe, 49AA nè, rồi custom mẫu mới nè, 60NA nè, custom mẫu mới này 61 thì chiếc nào cũng đẹp, tại vì xe là mới bây giờ mới ra thì tất nhiên cũng còn đẹp lắm anh chị nghe, thì em báo cáo chính xác anh chị luôn. Raider Sanker 24 triệu giảm 1,5 triệu còn 22,5 triệu, tình trạng xe sinh nguyên con, đầu nồi chưa rớt, tại vì em nói rồi chiếc xe này tại sao giá vậy mà có chiếc 17 18 triệu, vì xe này em bao anh chị bao tin bảo hành chị 1 năm. Raider Sanker tin từ đầu đích, các cảng có tài chút chưa làm gì hết nha anh chị. Còn Suzuki thì em có 2018 này, 13 triệu giảm 1 triệu còn 12 triệu, xe rất thẳng anh chị, Suzuki 2018 này. Blast quay bánh mâm 59F1 80794 12,5 triệu giảm 1 triệu còn 11,5 triệu, giảm 1,5 triệu còn 11 triệu luôn. Blast bánh mâm máy em ru đầu nồi chưa rớt, đầu 61C1 Suzuki 54576 bánh căm tháng đầm 2016 máy zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành chị 1 năm, 12 triệu giảm 1 triệu còn 11 triệu. Đây nô 6 15 triệu 16 triệu giảm 1 triệu 15 triệu giảm luôn chị, 500 nữa còn 14 triệu 500, nô 6 ở xe thì em nói rồi, xe riêng từ đầu anh đuôi máy móc đầu nồi chưa có động gì hết, trước sau xe chưa té chưa cấn động kề phô, có trầy xước vài đốm nhỏ, nô vô 6 biển số là 81L1 11635. Rồi anh em về một con Mio, Mio là 61T9 7657 2006 tem xanh đời cuối Ultimo, máy đầu có rớt, lóc giữa chưa có trẻ, có anh chị luôn, giá để em coi giá quên mất tiêu rồi, rồi giá 6,500,000 đồng mà em không bớt, 6,500,000 đồng, xe rất thẳng, 6,500,000 đồng, Mio, xì đúc, 82B1 33714 bánh mâm 2014 đầu nồi riêng chưa rớt, bảo hành anh chị 1 năm, con Suzuki rút ngay, giá 13 triệu giảm 1 triệu còn 12 triệu, lỗ hết nửa tiền anh chị. 60B4 37040 12,5 triệu giảm 1 triệu còn 11,5 triệu, RXFI 110 mà có 11,5 triệu, anh chị nghĩ đi mua 20 mấy triệu chiếc xe vậy, quá liền và quá thẳng. RXX Polon 10,5 triệu giảm 1 triệu còn 9,5 triệu, 59X209141 máy móc riêng đầu nồi chưa rớt, xe theo 5 tháng chưa sơn dặm bắn túc, có một vài điểm trầy nhỏ nhỏ không, nó còn để chúng ta cầm nhé. Còn mấy con này thì đó, xe 81 anh qua thì coi nó xinh lắm nha, nó mới tin anh thích chị mà màu trắng nè, một con đàn dung màu xanh nè,
Rồi em quay sơ qua là một con này màu nâu này, xanh reo này. Một con này hột gà trắng này. Ala gần 50 này. Màu xanh. Đây Galaxy Sport anh chị. 59V2, 9,5 triệu, giá 1 triệu luôn. Còn 8,5 triệu. 32045. Âm bây giờ tay nghe con tay nghe anh chị. Xe thì đó. Nó có tài vài đốm nhỏ chứ không gọi là mới keng xe này. Ok. Jupiter 2016 14,5 triệu, giảm hẳn 1,5 triệu. Mùa Covid này còn 13,5 triệu. Máy móc riêng, đầu nồi chưa đất, em bao bảo hành chị 1 năm đó. Xe thì có một vài đốm nhỏ tay chứ không gọi là mới keng được. Vì xe cũ mà anh chị 32 triệu rồi mà em bán giá này anh chị cũng hiểu rồi đó. Xe rất là liền nghe. Hai con quét 110 thì đồng giá đi, em bán luôn cho anh chị yêu mình luôn. Tại đồng này hôm nay nắng quá, ở trong nhà tôi này ngày nào cũng vậy. 10 triệu giảm 1 triệu, còn 9 triệu anh chị. 60B8 04801, máy móc zin đầu nồi chưa rớt, bảo hành anh chị 1 năm. Năm 54V5 7767, 10,5 triệu, giảm 1 triệu, còn 9,5 triệu với 110. Sáu bảy e 1 387 111. Quay A 2019 đăng ký 20 lốc màu đen nhám, tem 3D đặt trong hãng luôn. Rồi che cam. Thôi cuối cùng còn ít xe nữa, nhưng mà anh chị có gì gọi cho em tư vấn cho rồi cái này nọ. Nhưng mà bây giờ chị buổi trưa nắng quá, em đứng trong cửa hàng này trong một mái tôn này thì không thể quay nổi anh chị. Anh nói là em cũng cảm ơn cửa hàng, quý anh chị đã tin tưởng cửa hàng xe máy Thái Bảo và ủng hộ cho Thái Bảo trong suốt thời gian qua. Thì Thái Bảo cũng cảm ơn anh em cò lái cùng những vị quý khách hàng, những fan của mình đã tương tác đồng hành ủng hộ. Nhưng trong mùa cuối hôm nay Thái Bảo hứa sẽ giảm giá cho anh chị mình đã từng mua xe cửa hàng. Và để mua chiếc thứ hai Thái Bảo sẽ giảm thêm chút xíu nữa. Còn anh chị cái chốt xa thì lấy lòng khách hàng trước, từ lòng trước mít lòng sau thì em cũng nói thẳng là như vậy. Thì thôi cuối cùng thì cho Thái Bảo kính chào quý khách hàng thân mến, anh chị em và cô bác chúc một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Thái Bảo xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong clip tiếp theo.